Rồi, nổ máy các bạn ơi. Bây giờ lên trên mình chạy thử các bạn. Rồi lên ga nhóm thử rồi. Chào bà con và các bạn, cảm ơn bà con và các bạn đã vào xem video của tôi nha. Hôm nay thì anh Thợ mình đang thay bét với gắn heo vô các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ các bạn cái cảnh mà máy ảnh lắp heo với lắp bét vô nha các bạn. Bây giờ mình xuống hầm máy nha các bạn, xuống máy coi ảnh lắp vô tới đâu nha các bạn. Đây mình coi cái tình hình của máy mình giờ này nha. Bây giờ là thay bét khác vô các bạn. Cái bét này nó bị nổ không đều các bạn, cho nên Thợ thay con bét mới vô. Còn heo bây giờ còn lắp heo nha, lắp con heo dầu đây. Máy nào 14 các bạn, máy nào 14 hộp số, hộp số thì hộp số D, số D 5 tua các bạn, D 300 5 tua. Cái này là cò với cái mấy cái bét đó các bạn. Bét này thì mình thay rồi, mà rút ra bỏ ra rồi các bạn. Đây mấy bét này nó bị khối cái gì anh bỏ ra các bạn. 2, 4, 6 cây nha các bạn, 6 cái bét mới 6. Còn này là con heo dầu, heo dầu heo 2 ti, 2 ti cốt 25 ly các bạn. Anh Thảo Anh nói là cốt 25 ly 2 ti. Cò mổ, cò mổ ra bét thôi các bạn. Đũa, cái đũa đũa cò nên mình đi qua đây mình khám phá chút đỉnh. Với mấy anh đóng mấy kệ anh để vừa phá nữa các bạn, cũng gọn ha, khỏi cần để thùng cái gì hết. Máy nào 14 đây, mình lên đây mình quay cái trên đây. Cái tôi giúp lấy cái nhà hát rồi để lên đây. Anh lúc bé rồi lấy cò rồi thì trong nó còn vậy đó các bạn. Ba cái nắp đậy đây, mình lắp cò lắp bét xong mình đậy ba nắp lại nha các bạn. Tổng thể cái hầm máy các bạn, cái đầu nước rồi cái cặp bình đề nha, bình đề anh để trên đó luôn. Cái máy của mình đó các bạn. Bây giờ mình bắt đầu lắp heo vô các bạn, lắp heo rồi lắp bé này xài ba chấu nhau xài la mia hơn. Bên kia lúc qua này lắp chừng ba con gì hết thôi, ba con lon gì, bốn con mà lắp chừng ba con gì, ba con có chịu phải chứ mẹ, con kia con thôi.
giờ mình sẽ nổ máy nha các bạn. Trong đây cái mới nổ thì cũng dưới đây cũng thấy cũng ok các bạn, để mình lên mình coi cái mô trên các bạn. Lên coi mô máy trên các bạn. Các bạn, lần này lên trên rồi các bạn, nổ mới nổ còn hơi khói dầu xíu mà. Để làm thả ăn canh lại cái nữa. Để ăn canh lại cái nữa các bạn. Cái này có dầu xíu rồi. Mấy trăm ga rồi, mấy trăm ga anh Tư rồi. Mấy trăm qua đâu. Mấy trăm à? Mấy trăm. Bốn trăm rưỡi ga rồi. Để đang canh ga anh Tư nữa các bạn. Rồi, giờ anh tắt máy anh chỉnh. Tắt máy anh canh lại. Để nãy canh ga anh Tư rồi các bạn. Giờ bắt ba nắp chụm, đẩy chụp tay cò lại các bạn. Giờ nãy nắp cò đó bạn. Đang siết cái nắp chụp đó các bạn. Còn đây lấy cái bát cũ rồi này. Cái cũ rồi mình đem lên. Cho nên đi làm lại nha. Cái bên này bị khói rồi. Có cây này bị lỏng rồi bạn. Sáu cái này đem lên nha. Đem lên đi làm lại. Mấy này thua rồi. Để anh gắn lại trong cái đầu đề máy anh chạy thử mà. Bây giờ mình sẵn đề máy nha các bạn. Rồi nổ máy các bạn. Đây giờ hơi tối rồi, tay giờ nó đẹp. Cho mình chạy thử các bạn. Rồi chạy các bạn.
phép để tao không muốn ra lên cái xuống liền chứ không phép 1.500 là nó 8 lít đó, 83 là tính 8 lít rồi. Rồi, này nước này nước đặc rồi. Nước đặc xuống. Nước này đi xuống mình đi em mà nước này nước này biết. Không trả luôn. Nha xuống tôi biết. Thì cái không trả là cũng biết. Nước tụi ba cá lù lù mà. Không có nước này trả con cả sáu bả số á. Như vậy có vậy. Không có đâu, nước này trả một đồng. Không nước trả nước trả nước này có mua. Nghe lấy già trả nó lâu lắm em. Mẹ về được rồi. Cái này cái lá gọi là trên cái gác cung cấp. Rồi về bến đi anh ơi. Quá dữ rồi. Nó đâu về. Sau khi để thử mình vô bến nha bạn, ghé lại vô bến nha bạn. À, một cục khói luôn bạn. Rồi, vậy là mình cập được vô bến rồi bạn. Sau khi chạy thử thì kết quả thì cũng được các bạn, xin dịch thì nó hơi vừa với nhẹ một xíu các bạn. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây, cảm ơn bà con và bạn đã vào xem hết video mình nha, hẹn gặp lại vào những video tới, bye bye.